đó cả nhà. Thì trước ống kính màn hình thì cả nhà nhìn thấy đây là nguyên một cái chiếc xe chó lò mổ luôn. Thì hai đàn là coi như là hai ổ chó đẻ đó cả nhà. Thì cách đây khoảng một ngày thì Thi Lê có nhận được một điện thoại cầu cứu của bác Đức, thì cũng là một cái người đàn ông chuyên mua bán chó dạo ở giao cho lò mổ của cả nhà. Thì người đàn ông này có chia sẻ, nói là có chủ gọi cho tôi, nói là muốn bán hai ổ chó mẹ, đó là gồm hai con bé chó mẹ với lại 10 con bé chó con, thì với giá số tiền là 3 triệu của cả nhà. Thì không biết tình hình hoàn cảnh như thế nào, thì bây giờ để Thi Lê sẽ dẫn bác Đức vào máy ấm rồi nói chuyện sau nha cả nhà. Đang đẳng đi cho rộng bác, đang đẳng kìa, kệ sân đẳng. Trời ơi, chứ con đồ nhóc vậy. Hai ổ. Chắc là bác có mẹ bác con luôn. Hai ổ cho đẻ. Chắc là kiểu này là bác có mẹ bác con rồi. Đó cả nhà, thì cuối cùng thì bác Đức cũng đã đến máy ấm của Thi Lê nè cả nhà. Thì hôm qua cách đây một ngày thì bác Đức có gọi điện thoại cho Thi Lê cầu cứu, nói là bác có một cái người chủ nào đó bán hai cái đàn chó. Thì không biết hoàn cảnh như thế nào mà bán mấy bé chó nó vô là mổ tội nghiệp của cả nhà đó. Chắc con bé chó mẹ màu trắng là chắc chó con nó trên đây phải không bác? Bé chó mẹ màu trắng đây là con của nó đây đúng không? Là chủ bán cả đàn luôn hả? Trời ơi, cả nhà thấy chút xíu mà đã bị bán vô là mổ rồi. Đấy là tôi cứu. Mà bây giờ nè, em nèm nó thiệt với bác luôn, em kêu bác chạy qua đây thì bác cũng biết rồi đó. Em chắc chắn thì em sẽ tìm bằng mọi cách để em cứu mấy bé, cứu các con. Nhưng mà bây giờ cái số tiền là bao nhiêu bác có thể chia sẻ cho mọi người biết? Bây giờ thực tế là thôi, thì bây giờ đấy thì nói chung tôi cũng nói cái clip rồi, tôi cũng ấy là thì thôi thì bây giờ hai đàn chó con này, hai con mẹ và 10 con bé con là tôi lấy 3 triệu. Thế còn ba con chó lứa đây hoàn thiện rất trời. Cái gì ba chó lứa nữa? Ba chó lứa đây đâu? Ba lứa đây. Trời ơi, là phát sinh thêm ban chó lứa nữa hả? Là ban chó lứa là bao nhiêu? 1 triệu 7 nữa. Thôi cao quá. Đây. Thôi ba. Đây. Ba con có 500 được rồi. Còn không thì thôi, bây giờ em nói bác nghe nè. Bây giờ bác đồng ý thì ấy, nắng quá trời nắng luôn. Thì bây giờ hai ổ chó nè 3 triệu đúng không? Rồi. Thì em sẽ coi như không bớt luôn. Rồi. Có bớt không? Không. Thì bây giờ hai ổ chó là 3 triệu, nhưng mà để đi cho em vài ngày được không? Em đăng tải lên em quyên góp, còn không được, còn nếu không đủ tiền thì em trả lại cho bác thôi. Chứ bây giờ em hết cách rồi, em đuối rồi. Hôm nay trời ơi, máy ấm nó hư hầm cầu tùm lum la, phải sửa lại biết bao nhiêu tiền mà chưa có ai quyên góp kìa, chưa có ai cho kìa. Sửa hầm cầu lại hết 55 triệu đó, đang làm trọng đó. Thì bây giờ thôi, ra trước đi, nắng quá. Giờ chưa biết cứu được hay không thì bây giờ cho ra trước đi bác. Mỗi đàn riêng nha. Mỗi đàn riêng nha, để em lấy chuồng. Trời ơi, tội nghiệp quá cả nhà ơi, có chút xíu mà chủ cũng mang đi bán lò mổ nữa. Bây giờ không biết dùng những cái lời lẽ nào mà để nói với lại những cái người chủ cả nhà. Bây giờ chỉ biết là A Di Đà Phật thôi. Thì chuyện ai nấy làm, người ta gieo nhân nào người ta sẽ gặt được cái quả đó thôi. Biết sao giờ. Trời ơi, dễ cưng quá trời dễ cưng luôn cả nhà ơi. Mà bác Đức chia sẻ những con bé chó này là coi như nó có thể nó quay luôn á. Nó quay nó làm chó sữa luôn á cả nhà. Nó sẽ đắt tiền hơn chó lớn nữa. Ghê, dễ sợ hay ghê luôn. Ồ, xong để riêng đi. Sao đàn nó có 4 con vậy? Đàn 4 với đàn 6. Ồ vậy hả? Có mẹ nó con. Chút xíu dễ cưng dễ sợ không? Thằng tinh như tuyết à. Chắc nó còn bú quá ha. Còn bú vừa ăn cháo, tôi cho ăn xong tôi đi cho đi. Tôi bắt đầu nấu cháo xong bắt đầu tôi cho ăn ngon lên bắt đầu.
Giờ ba con đó bao nhiêu? Có ba nó thì thôi rồi, ấy đi. 500 được không? Bây giờ không, bây giờ bác cưng ký đi. Ký cũng được, 1 ký nó chịu hết đâu. Đó, thí dụ như bây giờ bác nói là 1 ký bao. Thì cái chuyện là thì tôi cũng 70 thì cái cân được bao nhiêu thì được, thì tôi ăn bao nhiêu cũng ấy đủ. Thì 70 ngàn 1 ký đúng không? Rồi thí dụ như ba con này bao nhiêu cân? Cân thì lại thôi cho nó như ấy chứ cũng khổ. Thì bây giờ ba con về 500 ngàn khỏi cân nữa. Mệt mỏi quá. Bác thì bác cứ bán theo cái tâm của mình, chẳng hạn như mình thì mình đã phát tâm rồi, thấy không? Mà mình cứ giống như là ăn coi như bán cái kiểu mà ăn trên đầu trên cổ, tụi nó tội nghiệp lắm. Giá thị trường. A Di Đà Phật. Thực tế là tôi đã phát tâm mà tôi đã đi cứu chó, tôi đã đi mua bán rồi, tôi bán cho chúng mọi người như thế rồi. Ngày tí cuộc sống này chứ. Trời ơi, ở đây á, em là cái người mà cực nhất á, về đâu phải chăm một ngày hai ngày đâu. Vất vả lắm chú, tôi nói. Trời ơi, cả đó nhìn thấy đàn chó con thấy hay quải rồi đó. Chích vaccine là biết bao nhiêu tiền rồi. Cho vô coi với mẹ luôn đi. Mở dây xích luôn đi bác ơi. Mở dây xích luôn đi, tội nghiệp quá. Cho mấy con bé này nó cũng hiền quá ha. Ồ. Lâu thế. Rồi giờ ba bé này sao? Được á thì ấy, còn không. Ba bé chỉ cầm cân nó cân lên rồi thế thôi. Thì giờ ba bé 500 được không? Có ba bé cân này, cân này thì khỏi đấy, các chị về thì lấy lại. Tôi cả tôi bán không ấy đâu, không gì thị trường. Cũng vất vả khó khăn. Cứ cân này được rồi nhá. Bây giờ đây đâu có cân mà cân. Ủa ba con chó này nó, mà nó tầm khoảng 21, 22 cân. Thôi bây giờ nè, nó nghe nè. Bây giờ ba con 600 ngàn được không? Ôi giời, không, tôi mua nó 1 triệu thôi. Tôi mua nó 1 triệu đấy chứ không nó điều gì, tôi nhìn tôi tội tôi. Quá mệt rồi ôi. Bây giờ này thì không có được tôi vào cái gì ấy. Tôi mua đã 1 triệu rồi chứ không phải tôi nói điêu với toàn gì đâu mà. Thôi bây giờ nói nghe nè, ba bé 900 được không? Được không? Đó, bây giờ bác mua bao nhiêu không biết. Bây giờ ở đây không có cân, không có như, không có phải như những cái trạm khác. Đấy. Đó, ở đây là phát tâm ra, thí dụ như bác, ví dụ như bác bán bác lời cũng như là lời cắt cổ hay là như thế nào đó, cái đó là cái chuyện của bác đó, cái đó là chuyện mốt người ta sẽ tính sổ với bác thôi đó. Bác gieo gieo nhân nào sẽ gặp cái quả đó thôi đó. Mệt quá, được không? 900 được không? Không được thì bắt buộc trở về luôn nữa, bây giờ bó tay rồi. Đâu bây giờ bỏ đâu nè? Thì bây giờ bỏ xuống đây đi, bỏ vô cái chuồng này đi, rồi đẩy ra đây đi. Để chung với là cái chuồng này đi, rồi khinh vô đây em lấy cái chuồng khác. Rồi khinh ở đây đi, rồi mình nói chuyện đi nha. Đẩy lên luôn đi, đẩy lên luôn đi. Rồi bác ngồi đây nói chuyện xíu ha. Tôi lỗ đi 100 thôi. Thì bây giờ tổng cộng ở đây là 2 ổ chó mẹ, gồm 2 con chó bé cho 2 con, gồm 2 con bé chó mẹ với lại 10 bé chó con ha. Là bác bán với cho em là cái giá là 3 triệu, thì em sẽ đồng ý. Rồi. Em sẽ đồng ý em cứu đó. Thì nhưng mà bác phải cho em thời gian khoảng trong vòng mấy ngày đó, em sẽ đăng tải cái đoạn clip này lên đó,
Nhưng mà em sẽ nói trước với bác, thì bây giờ cái điều kiện kinh tế ở mái ấm rất là khó khăn. Nọ mà gạo thóc thì cũng đang rất là, đồ ăn đang rất là cạn kiệt luôn. Rồi lớp nào có cái hầm cầu đang sửa chữa đây nữa. Mà sửa chữa là hết 55 triệu mà chưa có ai cho một đồng xu các bạn nào đâu. Đó. Có thể chắc có lẽ một ngày nào đó là coi như là em sẽ làm một cái chiếc xe đi xin cơm heo cho mấy bé chó nó ăn luôn. Đó. Đó. Anh thấy bây giờ nè, đang nấu gạo cho buổi chiều nè, anh thấy không? Đó. Thì bây giờ thì với cái giá mà 3 triệu vậy thì bác cho em thời gian là bao nhiêu ngày bác cứ nói đi. Đó. Thôi ấy cho chú là 4 ngày đi. Nha. 4 ngày, tầng cũng được ha. 4 ngày đi, đấy. Còn ba chỗ này nó thật đây này, tôi cũng không phải. Nói trên clip của các mạnh thường quân rồi các bạn có tấm lòng rồi có mọi người yêu quý chó rồi quên nữa, rồi thêm ba mấy chó này, thêm ba chó này là tôi lỗ 100 mà tôi vẫn bán được. Tại vì ở đây em thật sự là em không có cân rồi đấy, nhưng mà bác thì bác bán theo cái tâm của bác đấy, thôi đấy thì tôi chú bảo tôi nắng luôn là cái chó. Thí dụ như chẳng hạn như đơn giản là tôi thí dụ thôi, ví dụ hạn như là bác mua ba bé này là thí dụ như 700 ngàn đi, thì bác lời 200 ngàn thì bác vừa giống như là lấy tiền xăng, giống như là lấy cái công vậy đó. Chứ mà phải hẹn như bác mua ba con này mà 200 ngàn bác bán tôi 900 ngàn thì bác rất là ác luôn. Ôi, xì, đúng xì. Không tôi mua đến một triệu bạc rồi chứ còn đến 200-300 nghìn thì chuẩn quá. Con chó có khi không bao giờ mua được hàng chục triệu, nhưng con chó người ta bán mức độ vừa không bao giờ có đâu. Có người vào nhà ta mua chó này được. Chúng tôi thì quen biết thì chỗ tình cảm người ta nhảy nó nhảy cho đây ba chó này, đây chú nhìn đây 7-9 cân chó này đây. Tôi thì chú nói này thì cũng là cái mái ấm của chú cứu mang, thì tôi cũng là thôi thì là lại cho chú. Các mạnh thường quân cứu các bé đây là tôi nhìn thấy nó tội là tôi cứu được. Tôi nhìn thấy nó trong bắt trong kéo này nó cũng bầu kia, tôi không bán được gặp tôi bán được người khác cho họ cho mà lo mổ, tôi mua luôn, tôi mua ở ngay tại quán phở luôn đấy, tôi mua và nhà ông nhìn ra giàu có người ta bán chặt. Mà bác cho em hỏi là tại sao mà hai đàn chó này là chủ bán hay sao? Hai đàn chó này là chủ bán cùng nhà. Một chủ bán luôn á. Bây giờ người ta nói chung là người ta dưỡng siếc người ta lung tung, người ta bắt đầu sang ngoài ta bán, mà thực tế là cũng bao thợ là cùng tôi và chủ này thôi. Thế còn một clip nữa tôi chưa bắt. Vậy mốt bác xin cho tôi đi khỏi mua lại. Ui ôi ui, đã cho. Tôi cho cả số điện thoại cho. Chú Hải đâu gọi lấy bao nhiêu 1.500.000 một triệu là tôi bắt, một triệu hai tôi bắt, nhưng người ta đuổi cao quá tôi mới bắt. Những cái đàn chó này cao lên như tôi thì nó đẹp này, nó hiền lành, tôi quyết tâm tôi kiếm bằng được. Đấy, còn tất nhiên là tôi cũng quá cái mà lúc ngày xưa là các mạnh thường quân rồi các bạn có tấm lòng này nói về bỏ mất đắt rẻ như lại cũng có chuyến lợi như vậy. Tại vì á, nói chung vậy nè, thì sẵn tiện cái clip này á, thì Thi Lê cũng như em nè, em cũng nhắn gửi với bác luôn, với lại nhắn gửi đến tất cả những anh chị mà mua bán chó đấy. Mà giao lò mổ đó, thì chẳng hạn như những mấy ấm hoặc là những tấm lòng vàng đã phát tâm hoan hỷ mỗi người hùng phước vô, chẳng hạn như đơn giản thôi, con bé chó anh mua của chủ ví dụ như 500 ngàn đi, thì anh bán cho tụi em lại khoảng 600-700 600-650 700 gì đó rồi, còn đâu nữa. Chứ chẳng hạn như anh mua 500 mà anh bán em lại 1.500.000 là anh rất là ác luôn, không bao giờ giống như ăn trên đầu trên cổ vậy đó. Cũng có khi là kiếm được 150, cũng có quay có lồng chó 5-7 con, con nọ buồn kia thì thôi gồng lên 100, hơn 100 là hạnh phúc rồi. Nhưng người ta đi làm công nhân, người ta còn khó khăn, mình đi làm ở đây làm có cái chỗ gọi là người ta kêu mang là mua về nuôi. Vậy sao bác không mở máy ấm luôn đi? Chưa có điều kiện làm. Tôi rất thích nhưng chưa điều kiện. Kinh tế là một rồi, kinh nghiệm chưa có. Đấy, tôi rất thích cứu chó đấy. Tôi về tôi nhìn thấy tôi nuôi nấm, tôi vuốt ve nó, tôi cho lên. Khi mà tôi bán là tôi phải cho ăn, tôi cho đi rất thật chú ạ. Mỗi con tôi cho uống nước trong đấy, tôi nhìn thấy cả lít đi. Đàm nó đào ngoài không phải là vứt xoài nó chiếc là vạ vật lồng nó đi bán lấy được đồng tiền, nhưng bán rồi nấu cháo, tôi về tôi mua. Cháu mua trước cho nó uống. Rồi thôi. Thì bây giờ tóm gọn lại là hôm nay là em có nhận của bác là ba bé chó lứa. Đó là bác bán cho em là ba bé chó này là 900 ngàn. Đó với lại hai ổ chó mẹ là gồm 2 con bé chó mẹ với lại 10 con bé chó con đang còn bú sữa cả nhà. Tội nghiệp quá cả nhà ơi. Đang bú sữa chốc luôn mà bây giờ mà bị chủ bán lò mổ. Chủ bán bây giờ chủ bán. Thì bây giờ là bác Đức mua bại cái giá của chủ là bao nhiêu không biết. Thì bây giờ bác Đức bán cho Thi Lê là 2 ổ này, gồm 2 bé chó mẹ với 10 bé chó con là với giá là 3 triệu. Thì bác Đức có cho thời gian với lại Thi Lê tổng cộng số tiền là 3.9 triệu.
Thì bác Đức cho thời gian Thi Lê là 4 ngày đó cả nhà. Thì thật sự cái này là Thi Lê nói chung thấy trước mắt thì cầm lòng không có nổi cả nhà ơi. Đó, coi như là thấy tụi nó như vậy thì xót xa lắm cả nhà. Thấy vậy xót xa lắm cả nhà. Hiền lành trông nó cho mắt đôi mắt trong trẻo mà người ta đi bán lò mà tách mẹ ra người ta bán lò mổ còn là vứt chơ vơ ở tôi là phải mua hết đấy, người ta không có người ta phải bán vậy đấy. Nhưng cái thôi thì là xã hội con người nó sinh ra thì mỗi người nó có một cái đó thì thôi bây giờ thì em chỉ Thi Lê chỉ biết giúp các bé các con vậy thôi cả nhà. Nếu mà thực sự trong vòng 4-5 ngày mà nếu mà không đủ số tiền mà để trả cho bác Đức thì bắt buộc Thi Lê sẽ bàn giao cái đám chó này, cái số chó này về lại cho bác Đức toàn quyền quyết định. Chứ cái này là chó vẫn còn của bác Đức nha cả nhà. Nhưng mà do vì nhà bác Đức cũng chật hẹp đó thì sẵn tiện thì mang qua đây luôn đó. Các mạnh thường quân thì các bạn có tấm lòng vàng đã chia sẻ rồi kêu mang thì thực tế nhà tôi nó chật đấy, thì nuôi nấng các bé chật kêu đêm kêu ngày thì tôi cũng muốn là thôi là chụp clip của cho tại cái hội Thi Lê chung tay giúp đỡ để mỗi người một tí ít thì thôi, thì vì cuộc sống đấy thì thôi thì mỗi người một tí thì giúp các bé vào mái ấm Thi Lê để sống thêm một lần nữa thì không có gì thì hơn hết. Thì xin cảm ơn các mạnh thường quân này, các bạn có tấm lòng vàng rồi các cô các chú các anh các chị trong ngoài nước mạnh khỏe hạnh phúc. Anh thấy giờ nó đang giận với mẹ kìa, nó vô tư kìa, nó không biết gì hết trơn á. Thôi vậy ha bác Đức ha. Vâng. Rồi trong vòng 4 ngày thì có thể là anh cứ nghĩ đi, nhiều khi ví dụ như nếu có người ủng hộ thì nhiều khi chờ đợi tiền bạc á, ví dụ cũng có thể chậm trễ 1-2 ngày. Vâng, ha bác Đức ha. Vâng.